Cái này là nó kêu mình vô mình quấn, nó quấn buông súng là chiều về có cái buông súng nó bên chua luôn anh em. Chào mừng tất cả anh em đến tới thông quay lóc kênh giải trí. Chỉ có người thực sự xuất sắc mới hiểu được 9 điều sau. 1. Không ai coi bạn là kẻ thù, nghĩa là bạn chưa đủ quan trọng. 2. Không ai xem bạn là mối đe dọa, nghĩa là bạn chưa đủ mạnh. 3. Không ai bàn tán sau lưng bạn, nghĩa là bạn chưa đủ xuất sắc. 4. Có người lợi dụng bạn, nghĩa là bạn có giá trị. 5. Có người cô lập bạn, nghĩa là bạn đủ mạnh mẽ. 6. Có người bắt chước bạn, nghĩa là bạn có sức hút. 7. Có người bôi nhọ bạn, nghĩa là bạn quá nổi bật. 8. Có người chế giễu bạn, nghĩa là bạn có tư duy độc đáo. 9. Có người đối đầu với bạn là vì bạn vượt trội hơn họ. Hãy nhớ rằng tất cả những điều này xuất phát từ việc người khác không bằng bạn. Chê bai thực chất là một hình thức ngưỡng mộ. Kèm đâu, kèm đây con. Này, này chưa thấy mặt, này bự, bự này không có nhỏ đâu nha. Chạy vô buông súng rồi. À, được, 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 được. Chưa cái mặt nó chá. Này bự 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 bự. Rồi, hàng chục phần. Nãy em kéo biết nặng tay mà. Ai bóp mỏi với ta? Ai quấn rồi ta? Ai lụm nho hả? Dành công nữa rồi đó. cái này là nó kêu nè. Cái này là nó kêu mình vô mình quấn, nó quấn buông súng này là chiều về có cái buông súng nó bên chua luôn anh em. Đây em đang cầm đây. Rồi ơi, nó dính vô ấy luôn hả? Rồi ra ơi. Để anh được rồi. Ép vô. Ngon. Ngắm đuôi luôn. Ông bắt con cá nhìn thấy chán. Ừ, rồi trời ơi. Đã, lại đây. Đã giờ nè. Vừa nè, một cái dép luôn. Một cái dép luôn. Có cá là bỏ dép hết anh em ơi.